Con đầu tiên, một đá quá không? Lôi cắm đầu gần câu luôn. Ôi hên. Dưới cái chút xíu rồi nè ơi. Chuyện dưới cái chút xíu à. Dưới cái chút xíu rồi nè ơi. Dưới cái chút xíu à. Hên quá. Con cá bự chứ. Cắm đầu cứ luôn đây. Tính đâu xảy rồi, giờ nó còn lo chặn chặn đóng cái chân lên bờ luôn. Con đầu tiên nha anh em. Vô tình thiệt chứ. Xiên, xiên, xiên. Để còn anh em xiên đánh là có cá anh em ơi. Móc cái khiếu à. Rồi, mà móc lại khó xảy nha. Nhưng mà lo xa cũng xảy như sợ. Đầu tiên nha anh em. Bự nghe. Rồi vô. Kẹp mini anh em thấy không? Rồi hay lắm á. Rồi con đầu tiên anh em nè, kẹp mini nè. Mùa Gia La có mấy chục ngàn cái à. Thấy không? Con đầu tiên rồi đó. Con chơi chơi vậy cũng còn dính nè. Hên, 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 hên. Rồi tiếp tục anh em, con đầu tiên này. Có cái hộp nào, hút nước này. Không có hộp nữa. Rồi tiếp tục anh em. Hên. Hồi. Như cái chút xíu à. Đi cái chút xíu cái mép anh em ơi. Mép mép luôn. Đây. Nó dính gùa dính bọng. Nó dính gùa dính bọng gì không anh em ơi. Nó đá một cái bọng. Nó xen tô một cái đùng lên luôn. Nó bay luôn dính được cái chút xíu cái mép à. Quay không được luôn. Rồi chuột nó câu cái luôn rồi. Chậm chút xíu nè. Nó xảy luôn rồi anh em ơi. Nó cắn cái giật mình. Nó lôi lên luôn. Ê, cái máy thiệt tình trời. Quên bấm cho nó chạy nữa. Con thứ hai anh em. Con thứ hai rồi. Dở quá. Tiếp tục anh em. Dính luôn nè. Nhỏ bắt nhỏ. Bắt mày luôn hết trơn. Nó chơi rồi, thả nó xuống đi anh em ơi. Thả nó xuống nha. Nhỏ thả nha anh em. Nhỏ quá. Hút bự bự về lại bắt nó. Đây, thả nó xuống nha anh em. Nhỏ quá anh thả nó nha. Hút bự về lại ăn nha con. Nhỏ anh thả đi. Mốt mình bự lên bắt nó. Rồi tiếp tục kênh em.